mới đi làm có một ngày thôi mà bắt mình đi coi tình hình của bom hạt nhân. Nhưng mà không sao, mình đã đăng ký bảo hiểm rồi. Ok, mình sẽ đi coi thử nha. Hình như chỗ này thì phải. Mà sao chỗ này có chút ép vậy ta? Hình như trái bom của sếp bị xịt rồi thì phải á. Alo sếp ơi, trái bom của sếp bị xịt rồi, nó nổ có chút ép à. Cậu xem nhầm rồi đó, tại vì chỗ đó có rất là nhiều thí nghiệm bom, nên là có thể là cậu đã xem nhầm rồi. Ủa, nhầm hả ta? Mình thấy đúng mà. Alo sếp ơi, thành công rồi. Từ nay về sau chắc là phải làm việc cẩn thận thôi, cái này không ổn rồi. Nếu mà có gì sai chắc là ổng cho một quả này vào nhà của mình quá. Trời ơi, thành công rồi nha sếp, tăng lương cho em nha, em về đây. Trời ơi, mới đi làm ngày đầu mà thấy chóng ngợp luôn á. Không nghĩ là quả bom hạt nhân nó đáng sợ tới vậy luôn. Đừng bảo là ông sếp ông gửi thư cho mình nữa nha. Chắc là ông thấy mình sống sót sau cái vụ đi coi thử bom hạt nhân. Trời ơi, thôi, vì những đồng tiền lẻ của sếp, cố gắng làm nhiều thứ vì ổng. Để coi ông gửi gì cho mình đây. Những quả bom này tôi đã giao cho cậu, mặc đồ kỹ càng vào nhé. Và tất nhiên cậu có bảo hiểm. Làm bảo hiểm sẵn cho mình luôn là sao? Ê, không ổn rồi. Vẫn là cái bộ đồ bảo hộ hồi sáng ha. Bộ đồ này rất là quan trọng nha mọi người. Khi đi vào những cái vùng có hạt nhân ấy thì nó sẽ giúp mình không bị trúng độc ha. Rất là hữu ích luôn. Rồi, một đống bom hạt nhân kèm với lại tên lửa. Mà đúng ha, thí nghiệm là phải có tên lửa. Cái này sẽ giúp mình bay lên cao để tránh độc của bom hạt nhân ha. Cũng như là đôi giày sẽ giúp mình rơi xuống mà không bị mất máu. Cảm ơn sếp đã quan tâm tới em. Ui, tính ra là cũng cẩn thận ấy chứ. Chứ nếu mà mình mặc cái đồ bảo hộ không ấy thì có thể là bom nó sẽ nổ chết mình luôn. Nếu mà mình bay lên cao thì sẽ an toàn 100% nha mọi người. Ok, tên lửa này có rất là nhiều nguyên liệu cho nên là mình sẽ bay thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ test trái TNT đầu tiên ha. Đầu tiên là trái TNT, không phải là TNT hạt nhân nha mọi người. Nó chỉ là một trái TNT sóc thôi. Và nó không có tạo ra một cái vụ nổ bể lóc các kiểu nha. Cái này mình chưa tìm hiểu cho nên là mình thấy nó bình thường á mọi người. Rồi chúng ta đến với trái TNT tiếp theo. Trái TNT này sẽ nổ ra một đống mũi tên, có lực bắn rất là mạnh nha mọi người. Nếu mà mấy con mớp ở gần á thì nó sẽ bắn ra và làm chết con mớp ngay lập tức luôn. Tại vì cái lực bắn của nó rất là mạnh. Và mỗi lần nổ như vậy thì nó xuất hiện rất là nhiều mũi tên nha mọi người. Và các bạn nhìn này. Ui, ra phía kia. Wow, mũi tên nó bắn cực kỳ mạnh luôn. Tiếp theo là trái TNT khói. Trái TNT này cũng không tạo ra vụ nổ bể lóc. Nó chỉ tạo ra một vụ nổ và có khói xung quanh thôi. Và cái làn khói này không có độc nha mọi người. Nó chỉ là một quả TNT làm mù thôi mọi người à. Đi vào trong thì mình sẽ không thấy được gì cả, ngoại trừ khói ha. Một trái TNT bình thường nha mọi người. Tiếp theo là TNT lửa. TNT này sẽ nổ ra một vụ nổ kèm theo lửa nha mọi người. Và cái tiếng nổ của nó rất là chân thật luôn, y như là mấy trái bom ngoài đời á. Và nhìn này, lửa của nó là lửa vô hạn và cháy ở trên không nha. Ảo thật sự. Mình dập không tắt luôn. Và mình có thể tận dụng trái TNT này để đi mai luôn ấy mọi người. Nó nổ ra rất là nhiều khoáng sản và đá luôn này. Trái TNT tiếp theo cũng giống như là trái TNT hồi nãy luôn. Thì nó cũng nổ ra lửa, nhưng mà lần này lửa của nó nhiều hơn trái TNT hồi nãy ha. Và cái vụ nổ của nó rất là nhỏ luôn, nhỏ hơn rất là nhiều so với cái trái TNT hồi nãy. Nói chung trái TNT này nó thiên về lửa ấy mọi người. Trái TNT tiếp theo là trái TNT khoan sâu xuống nha mọi người. Các bạn thấy cái dấu mũi tên không? Đấy, nó sẽ khoan sâu xuống. Trái TNT này để dành đi mai mọi người. Còn đây là trái TNT khi chúng ta dùng 4 trái TNT bình thường kết hợp vô thì chúng ta có thể chế tạo được trái TNT này. Và mình thấy nó khá là phí ấy mọi người. Mình có thể dùng 4 trái TNT để tạo ra vụ nổ to hơn trái TNT này ấy. Nói chung đây chỉ là nguyên liệu để chúng ta chế tạo bom hạt nhân thôi nha, từ trái TNT vừa nổ ấy. Vừa nãy thì chỉ là những quả TNT bình thường thôi nha mọi người, chưa phải là TNT hạt nhân. Bây giờ mới đến phần quan trọng này. Đây là trái TNT hạt nhân bình thường nha mọi người. Và cái tiếng của nó cực kỳ ồn luôn. Và cái tiếng của nó giống như là trái bom lần trước mình tiêu diệt con Witherbot á. Nó khá là giống nhau nha mọi người. Để an toàn thì mình sẽ bay lên trời như vậy. Đấy, sếp cho mình quả rocket đúng là đảm bảo an toàn cho mình mà. Từ đây mình có thể thấy được quả TNT hạt nhân nó nổ ha. Mình nghe tiếng nó kích hoạt rồi. Và khi nó nổ nó sẽ để lại phóng xạ hạt nhân nha mọi người. Cái chất độc này khá là mạnh ấy. Nó có thể giết những con mớp xung quanh ha, kể cả mình luôn. Rất là ghê. Nhưng mình có đồ bảo hộ rồi. Chả biết tại sao khi mặc đồ bảo hộ vào rồi mà mình vẫn bị trúng độc. Wow, mình không nghĩ là phóng xạ hạt nhân nó mạnh tới vậy luôn á. Và đây, đây là quả TNT hạt nhân bình thường nha mọi người. Bình thường thôi ấy, mà nó nổ to như vậy rồi. Không biết là mấy quả TNT hạt nhân lần sau nó như thế nào nữa. What?
Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ khác nha. Đây là quả TNT hạt nhân mạnh thứ nhì trong cái bản mod này nha mọi người. Và phải chạy thật xa mọi người à, bay thật cao thì mới có thể sống sót sau cái vụ nổ của nó. Đáng lẽ là mình phải kích hoạt hai quả bình thường kia trước, nhưng mà mình lỡ kích hoạt quả màu tím này rồi. Thôi thì lát nữa mình so sánh nó cũng được ha. Mình chạy ra phía này rồi, và sau đó mình sẽ bay lên cao, thật cao. Vẫn còn nghe tiếng của nó nha. Chuẩn bị nó nổ này. Wow, cái âm thanh nó nổ to vãi mọi người, và đứng máy luôn. What, trời ơi, đây là quả TNT hạt nhân mảnh thứ nhì đó mọi người à. Và nó là mảnh thứ nhì nha, còn quả mảnh thứ nhất nữa. Cái độc phóng xạ của nó khá là mạnh đó mọi người, và nó giật giật khá là khó chịu. Chắc là mình chuyển sang sáng tạo mình test luôn cho rồi. Mà nhìn này, mình có thể thấy được mọi thứ ở phía dưới luôn, rất là nhiều khoáng sản. Ồ, nó nổ tới tầng đá sâu luôn ấy mọi người. Trái TNT hạt nhân tiếp theo, trái này là mạnh hơn trái màu vàng hồi nãy nha mọi người. Xíu nữa mình sẽ chỉnh qua sáng tạo mọi người à, tại vì nó giật giật khó chịu quá. Để coi là nó nổ như nào ha. Vẫn chưa nghe. Ồ, nó nổ rồi kìa. Wow, mình thấy là nó nổ to hơn quả TNT màu vàng hồi nãy thôi, chứ nó chưa bằng một góc của vỏ màu tím mọi người ạ. Mình chỉnh qua sáng tạo rồi, mình mới thấy là xung quanh nó có rất là nhiều phóng xạ hạt nhân này. Và đây là nó. Cũng to đấy chứ, nhưng mà nó vẫn chưa đổ tới tầng đá sâu nha mọi người. Để so sánh cái hố này và cái hố màu tím hồi nãy thì mình bật tầm nhìn xa hơn một tí ha. Wow, khác biệt rõ ràng luôn. Cái hố này nhỏ xíu à, cái hố bên kia mới to. Tiếp theo cũng là quả TNT màu xanh y như hồi nãy ha, nhưng mà nó sẽ nổ to hơn cái quả màu xanh hồi nãy nha mọi người. Và mình sẽ cho nó nổ gần ngay cái hố màu tím và cái hố màu xanh hồi nãy luôn, để so sánh cho nó dễ ha. Và vẫn là âm thanh quen thuộc của TNT hạt nhân ha mọi người. Để coi là nó nổ như thế nào đây. Wow, nó nổ gần bằng quả TNT màu tím luôn. Chắc chắn là nó sẽ to hơn quả TNT màu xanh hồi nãy rồi. Nhìn này. Ok, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Nó nổ kiểu bo tròn luôn, khác với lại mấy quả TNT hạt nhân ngày xưa mình review ha. Đây chính là top 1 TNT hạt nhân nha mọi người. Quả TNT hạt nhân này nó không nổ ngay lập tức đâu, mà nó sẽ hút từ từ rồi tạo ra một cái hố khổng lồ nha mọi người. Hơn cả TNT màu tím luôn, nhưng mà nó hơi mất thời gian một xíu. Đấy, mọi người thấy không? Nó tạo ra một cái quả cầu như là mặt trời vậy. Nó sẽ hút từ từ. Mình thấy nó khá là giống hố đen á. Đấy mọi người nhìn này, nó sẽ tạo ra cái hố nhỏ và lớn dần đúng không? Wow, đây là quả TNT hạt nhân mạnh nhất đó mọi người à. Nó nổ gần tới tầng đá nền luôn. Nhìn này mọi người, khi nó nổ xong thì mình thấy được rất là nhiều khoáng sản, và mấy con vật xung quanh thì nó chưa bị nhiễm phóng xạ nha. Mình chỉnh qua sinh tồn thì wow, đấy mọi người thấy không, mình vẫn còn nhiễm phóng xạ này. Và cái vùng trời của cái khu vực này nó tối hù luôn, tại vì phóng xạ nó bao trùm xung quanh rồi. Ok, mọi người thấy TNT này như thế nào? Đáng sợ không? Nó đâu phải là nó nổ liền đâu, nếu mà nó nổ liền có khi máy mình nó nổ luôn. Rồi mọi người thích quả TNT nào nhất thì nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Mình thì chắc chắn là mình sẽ chọn TNT hạt nhân hố đen, không, hố đỏ mới đúng chứ. Rất là đáng sợ luôn. Mình cho mấy quả thôi là nó có thể phá hủy thế giới Minecraft luôn á. Mình đùa thôi chứ không tới đó đâu. Và nếu các bạn thấy video này thú vị, đừng quên để lại cho mình một like. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye, hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.